nào chưa ạ? Trong nhà đây, cái để ngoài tí em phát lắp nhé. Em chị nhiều quá. Để đây không, mẹ con, mấy mẹ con đây tối ạ. Chết tiếng là điện đi mua. Ôi, chị chơi vui vui đấy. Đâu? Ôi, mấy con về nhà ở làng bên kia. Không biết của ai mà nhiều thế. Không phải ra đây. Cái gì kìa? Con đây của ai mà nhiều thế cái kìa? Chả biết là của ai hôm nào cũng ở về đây. Chả thấy người ta về tìm đâu nào hôm nào cũng về. Nhiều thế. Thế về thì đuổi đi. Đuổi nó mà không đi nữa cơ. Ở đây với mẹ nhá. Mẹ về đã. Bye bye nhá. Mẹ về à? Chị về sao bên kia một tí xong rồi. Chị lại về à? Chị để em phăng lắp nhá. Thế cảm ơn chị nhá. Bye bye nhá. Bye bye bác. Bạn gì rồi? Rồi nha, mẹ đi làm việc tiếp nha. Thank you.
bắt đi hết rồi đây. Con dê kia. Đụp. Ôi nè, không đập nước nữa nè. Ướt hết à? Ôi, ướt kìa.
Yeah.